đang tổng hợp các đơn hàng để gửi hàng đi buổi chiều nha cả nhà. Đây hoàn toàn là ba cây đào hái lai lá trung mà là ảnh lan màu giữa màu đỏ với màu vàng, là ra màu vàng cam. Thực ra là chỉ có cơ bản màu đỏ với màu vàng thôi nha cả nhà, nhưng mà do ảnh bị lan màu á, ảnh bị lai với nhau thành ra ra đột biến như vậy. Chứ ví dụ như là 10 cây sẽ có 1-2 cây như thế này, tỷ lệ là như vậy. Cho nên cái loại này mà mua số lượng lớn á, thì mình phải chịu cái giá cao, tại vì phải lựa ra từ những cái lô vàng với lô cam á. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn.